đường chân trời biển và mỏm núi nhô ra biển thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là mỏm núi của dãy núi Hải Vân thuộc đèo Hải Vân. Đó, còn cái mỏm gần đây là mỏm biển Vách Đá, bãi sâu của bãi biển Làng Vân thuộc thành phố Đà Nẵng dưới đèo Hải Vân. Thì bãi biển Làng Vân thì có hai bãi biển. Bãi biển trước hình chữ C trải dài tới 2 km. Và một bãi biển phía sau nữa. Đó. Thì đây là bãi biển phía sau của bãi biển Làng Vân dưới đèo Hải Vân thuộc thành phố Đà Nẵng. Và một buổi chiều có nắng. Lúc này là hơn 1 giờ rưỡi chiều thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2021. Năm 2015 tôi đi tàu hỏa, tôi đã nhìn thấy bãi sâu của bãi biển Làng Vân và tôi đã ước ao một ngày nào đó đặt chân đến bãi biển phía sau bãi biển Làng Vân này. Và ngày hôm nay chú trời đã cho trời có nắng tạnh ráo và cho tôi sức khỏe và tôi đã có cơ hội đến đây. Chú trời đã cho đi tôi đến đây được sự an, cảm tạ ơn đức Chúa trời nhiều. Đây thì cái bãi biển phía sau của bãi biển Làng Vân này nó có chiều dài tới khoảng 70 mét. Và chiều rộng bãi biển cát ở đây ấy, là khoảng được 50 mét. Và nếu như đốn tất cả các cây rừng đi thì có chiều rộng tới 1 cây số, giáp với chân núi của đèo Hải Vân. Đấy. Và nó thông qua bãi biển phía sau của biển Làng Vân chảy dài đó. Như vậy là diện tích của bãi biển Làng Vân rất là rộng lớn, rất giá trị, hai bãi biển luôn. Vừa có hai bãi biển cát, vừa có bãi biển Vách Đá luôn. Đó, có nhiều rác này, có một ngôi nhà ở kia. Đó, tức là cũng có người ở đó. Làm cho dịch vụ đi phượt khám phá tắm biển câu cá gì đó. Đấy. Đó, chúng ta nhìn thấy cái mỏm nhô ra đó. Đó là mỏm núi nhô ra biển xa nhất của mỏm núi được đặt tên là Isabella, được các nhà thủ địa Tây Ban Nha đặt vào năm 1859 và vẫn được gọi cho đến ngày nay mũi Isabella. Đi trên đường bộ Đại Vân nhìn thấy và đi trên tàu hỏa có nhìn thấy cái mũi này, nó là mũi nhô ra biển của bãi biển Làng Vân, mũi chữ C ở về phía bắc dưới đèo Hải Vân nếu nhìn về phía bắc. Còn cái núi kia là ở đường trên trời, đó là bán đảo Sơn Trà đó, thành phố Đà Nẵng. Biển đây cũng khá là xuôi, nó không dốc như bãi biển Làng Vân ở phía trước kia là khá dốc. Còn bãi biển đây tương đối bằng phẳng này đó, tương đối bằng phẳng này. Yeah. Nó không dốc lắm, ít dốc. Còn bãi biển bãi chuối thì là cũng dốc nhưng mà không dốc lắm. Nhưng riêng bãi biển Làng Vân ở phía sau là ở phía trước là dốc nhất. Đó. Cát này, cát hàng này. Đó. Rồi. Nước ướt cả giày này. Đó, tôi Đỗ Đình Thành hôm nay ngày thứ tư 3 tháng 11 năm 2021 đã thực hiện được mơ ước của mình từ năm 2015, đó là đã đặt chân được đến bãi sâu của bãi biển Làng Vân vườn có nắng đó. Đó, đứng đây là nhìn thấy mũi Isabella này. Đó, nhìn thấy mũi Isabella mà cái nhà thủ địa Tây Ban Nha đặt tên vào năm 1859. Đấy, Isabella. Nắng mùa thu. Đó. Nắng cũng dễ chịu thôi, không giống như nắng mùa hè. Và gió biển mát. Đó. Lúc này trời cũng khá sớm, mới 1 giờ rưỡi chiều thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2021.
bởi vì tương đối là bằng phẳng, không có dốc lắm, không dốc nhiều. Còn cái bãi biển Làng Vân ở phía trước đó, cái biển Làng Vân cát đồng đó thì dốc hơn bãi biển này phẳng thoải mái. Có nhiều rác nhưng mà rác sạch, rác trải qua mưa nắng và hơi biển, gió biển là rác sạch, trôi từ ngoài biển vào. Rồi, tranh thủ còn sớm, tôi sẽ đi ra cái mũi Isabella, mũi nhô ra biển, mũi xa nhất giáp biển, thuộc bãi biển Làng Vân, thuộc thành phố Đà Nẵng, dưới đèo Hải Vân. Đó, mỏ núi nhô ra xa nhất kia, giáp biển ở đường trên trời đó, là bán đảo Sơn Trà, thuộc thành phố Đà Nẵng. Đây, vừa bãi biển cát này, vừa bãi biển đá này, những tảng đá có nhiều hình thù khác nhau này. Đấy, rồi nhìn ra phía bắc của bãi biển, phía sau có bãi biển Làng Vân cũng khá là rộng. Biển động nhưng mà sóng không quá lớn lắm. Đá này, đó, núi không cao lắm này. Còn nước này, nước từ trên núi chảy xuống này, đây là nước ngọt này các bạn ạ. Nước mưa, nước ngọt này, nước này uống được này các bạn, các nước là vùng nước uống được, nước này uống được, không đau bụng, tiêu chảy rồi hết đấy. Đó, nước này khá sạch, nước này nấu ăn được, các bạn đến đây không phải lo nước uống, nước này uống trực tiếp được. Lưới này, đồng này, đây gồng nước này, nước này. Đó, nhiều đá này. Rồi, tiếp tục đi. Dễ đi thôi, chuyện cũng dễ đi thôi mà. Dễ đá này, dễ đi thôi. Đó, nhiều đá chưa này. Nhìn ở xa thì là không có đá mấy, nhưng mà đến gần thì có nhiều đá này và tương đối rộng, bằng phẳng dễ đường đi này, đường dễ đi này. Đó, phía nam của bãi biển phía sau Làng Vân là dễ đi hơn là cái bãi biển vách đá ở phía bắc này này. Đó, tương đối khó đi, nó hơi dốc tí, nó hơi dốc tí và nó hẹp, nó không rộng. Này, đó, còn cái bãi đây là rộng này. Đấy, bãi đây rộng có nhiều đá này. Rồi, tiếp tục đi tiếp. Không đi ra ngoài sóng mà đi vào trong đấy cũng được. Đây, trong đây cổ đáo hơn. Đây mà có đôi nước điện thoại camera nó còn rơi ở trên cạn. Đây mát này.
Ồ, nhiều cây dứa dại này, mát mẻ này. Đi một mình, vừa đi vừa quay camera. Nắng mùa thu, ngày nay không quá nóng, mát. Do đó các bạn đi không có tốn nhiều sức lực, không quá mệt. Như vậy đi ra cái mũi Isabella này, từ phía sau của bãi biển Lam Vân phía sau này nó dễ đi hơn là đi vòng từ phía nam, nó xa hơn và giáp với nước biển nhiều hơn. Chỉ có thể đi mùa hè thôi, chứ còn mùa này là nước biển nhiều, đó là khó đi. Rồi, cũng sắp ra tới mũi Isabella rồi. Đó, tiếng tàu hỏa này. Đi qua rồi. Tàu hỏa này. Đó, tàu hỏa đó. Tàu hỏa đang xuống dốc này. Đấy. Đấy, nhưng bãi biển này giá trị lắm. Vừa nghe tiếng sóng biển, vừa nghe tiếng tàu hỏa đi qua, tiếng còi là máy xe lửa nữa. Rất là thơ mộng, rất là thơ mộng và lãng mạn. Đó, nếu như phát quang cây cỏ trên chỗ đường ray đi, nhìn thấy tàu rất là rõ, rất đẹp. Đấy. Rồi, tàu đi vòng cua bà khuất rồi. Rồi, tiếp tục đi qua núi, đi qua mỏm giấy Isabella. Chụp con cây gai này, gai chắn đường đi này. Cây gai, bước qua cây gai thôi, cây gai thử bước qua cây gai thôi, kéo nó bị vướng không kéo được, bước qua cây gai đi tiếp. Nước này
Đó, núi giờ treo leo hơn này. Đấy. Kiệt tác đá của Chúa Trời tạo dựng rất là phong phú, nhiều hình thù hình dạng khác nhau. Đó, bãi biển đó. Bãi biển phía sau có bị là làng Vân đó. Dưới đời Vân thủy vô nắng này. Ui, thằng đá to này. Nó to này, cái thứ dài này. Đá to lắm. À, rất to. À, tiếp tục đi tiếp. Rồi, biển sóng này, biển động này. Rồi, đã nhìn thấy mũi Isabella này. Đó, mũi Isabella đó. Đã đến nơi rồi. Đây. Tôi đang đứng ở mỏm đây. Gần đến mũi Isabella. Mỏm núi nhô ra biển xa nhất. Cuối chữ C của bãi biển Làng Vân. Ở phía nam. Tiếp tục đi. Đã. Có nhiều đá nhưng mà cũng dễ đi. Và đá là khô đá không có trơn trượt hết. Trời mưa cũng khô đá không trơn trượt bởi vì không có mọc riêu gì cả. Đó đi, rất là dễ đi. Nếu như chúng ta tắm biển nghỉ ngơi thì rất là dễ đi. Tay bám này. Đá. Đá khô ráo, không hề trơn trượt. Đó. Rồi. Tôi cũng sắp đến đỉnh mũi Isabella này. Cao các bạn này. Đó, mũi Isabella. Mỏm đá nhô ra biển xa nhất. Đó, vòng cung chữ C. Thủ bãi biển phía sau có biển Làng Vân đấy. Đó, nhìn trên tàu hỏa là nhìn trên đường bộ Đài Vân, chúng ta sẽ thấy một cái
giống như cái bán đảo ấy, nhô ra biển ấy, nó gọi là mũi Isabella, được các nhà thuộc địa Tây Ban Nha đặt tên vào năm 1859 và còn được gọi đến ngày nay. Có cái mỏm núi nhô ra ở trước đường trên trời đó, cũng là thuộc về đèo Hải Vân và thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn cái mũi gần kia đó là mũi mỏm máy mũi bãi biển Vách Đá của bãi biển phía sau cái biển Lăng Vân đó. Rồi đó, đó nhiều cái đá to này. Rồi tiếp tục đi, đi lên. Rồi lại đi xuống dưới dốc. Rồi đi qua một cái khe hẹp. Qua một khe hẹp. Rồi đi qua một khe hẹp. Đó khe hẹp này. Đó khe hẹp này, từ trên cao đi xuống này. Qua một cái khe hẹp này. Rồi, có cái đường lên này. Đi lên. Đó, đường đi đây này. Đứng cao này. Ui, đứng cao gớm đây. Đi ra mỏ ra phía biển này thế nào. Đây này. Sóng biển đóng lên cao tận đây này. Ướt này và có con cua này, cua nghêu này, đó cua đá này, cua đá đó, cua đá đó, đó sóng này. Rất vĩ đại, rất hùng vĩ, kiệt tác của Đức Chúa Trời tạo dựng. Đây là biển sóng không có đồng, nếu như mùa bão sóng có thể cao tới 5 mét cho tới 10 mét tùy theo cơn bão. Nếu như bão cấp 12 hoặc giật cấp 15, 16 thì là sóng có thể cao tới 7, 8 mét đấy, đánh ngập chỗ đây này. Đó, và nước biển sóng này, hơi nước biển đánh sóng là bắn ướt luôn cả điện thoại này, dễ sợ chưa. Nếu mà từ dưới nước lên tới đây là cao tới 5 mét này. Chuối này, dứa dại, cây dứa dại. Đó, con đường mòn xoài xoài đi lên này. Đó, để đi qua lên cái mỏm cao này. Đấy. Hoặc là đi con đường mòn đó đấy, xoài xoài cao này. Đến chỗ mấy cây rừng lao đó. Một cây phi lao đó. Để lên mỏm cao phi la. Đấy. Đây là vách rừng đứng rồi này. Cao rừng đứng này.
hoặc là đi đường Đức Mộng đây. Từ đây lên thì có đường đi này, nhưng mà dưới kia là dốc này, đó, khe nước này. Nước này vừa nước ngọt, nếu mà sóng lên bánh biển vô tới đây là thành nước lợ luôn. Còn không, đây là nước ngọt, nước từ trên cao đổ xuống. Một cái khe này. Đó, thường thường những cái mỏm núi nhô ra biển. Đó. Thì là thường thường có một cái trở ngại để ra đến nó, khám phá nó, đó là vách núi cao hoặc là có một cái hẻm thung lũng. Đó. Đây. Đi bộ đi thôi. Bộ lên cái con đường mòn này này. Mòn này khá dốc này. Đấy. Đường mòn này. Đó, đường mòn này. Con đường này á, có độ dốc đấy, là đến 20% đấy. Này không, dốc. Nhưng mà có những cái gờ, nói chung là leo lên được dễ dàng thôi, không có gì là khó khăn trở ngại. Và cái đoạn dốc này cũng không quá dài. Bám tay vào đây, bỏ lên. Đi được rồi. Để bỏ tay đây. Nó gì cao này. Nó cao chưa này. Đấy. Từ đây xuống dưới biển sóng kìa. Cao đến 15 mét đấy. Rồi. Đây. Cao đây. Rất đẹp. Rất giá trị cho du lịch nghỉ dưỡng, sức khỏe và khám phá. Tôi đang ngồi đây, mình bắt đi này. Tôi đang ngồi ở mũi Isabella, mũi nhô ra biển. Đó. Mũi nhô ra biển, núi xa nhất thuộc bãi sau của bãi biển, bãi trước của biển Lạc Vân. Đây là Vân thành phố Nắng. Đứng từ đây này, nhìn thấy đường đi lên Hải Vân Quan. Đó là đi lên chỗ đỉnh đèo Hải Vân đó, giáp danh với Đà Nẵng và thành phố Huế này. Đó, chỗ lóng lóng của hai cái núi đó là đường đi lên Hải Vân Quan đó. Đó, đường đi lên đỉnh đèo Hải Vân đó. Đó là giáp danh thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đó. Đó, để chung các bạn xem này. Đó, tôi thấy cái cột đang anten điện thoại di động này đó, thấy Hải Vân Quan đó. Đấy, cái tháp hình chữ nhật đó. Đấy. Tôi tiếc là camera điện thoại tôi là quay nó không được rõ nét. Đấy. Đó, đường đi lên đỉnh đèo Hải Vân, chỗ dốc ranh thành phố Nắng ở tỉnh Thừa Huế, và cái tháp chủ đó là Hải Vân Quan và cột anten điện thoại di động đó.